Xin chào anh em, gần đây Nhã Nam có phát hành một cuốn sách ảnh có tên là Đông Dương Tráng Lệ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ mà mình đang trên tay ở đây. Đây là cuốn sách ảnh do nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Dufilleux chụp. Nó mang tính chất sưu tầm và nghiên cứu lịch sử. Thì thông qua cuốn sách ảnh này, chúng ta sẽ có một cái nhìn khái quát về những cảnh quan, kiến trúc và một vài nét văn hóa của người Việt vào thời kỳ đấy. Và để có một cái nhìn trực quan hơn thì bây giờ mình sẽ mở cuốn sách ảnh này ra cho mọi người cùng xem và qua đó nêu những cảm nhận của mình khi lật dở những trang sách này. Đây là bìa cuốn sách ảnh và bây giờ thì mình sẽ mở ra để mọi người cùng xem. Phần đầu là phần giới thiệu về nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Dufilleux. Thì mình cũng giới thiệu qua để mọi người cùng nghe. Vào năm 1885, thì khi vừa tròn 23 tuổi, thì Pierre đã tham gia đoàn quân viễn chinh Pháp và được cử sang Đông Dương đóng quân ở Hà Nội. Tháng 8 năm 1887, thì Pierre trở về Pháp và giải ngũ. Do khủng hoảng kinh tế, thì ông quyết định quay trở lại Hà Nội mở tiệm ảnh cạnh Hồ Gươm. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy những cái bức ảnh ở đây. Đầu tiên là chụp về Trung Kỳ ở Huế. Chúng ta có thể nhìn thấy cảnh Hoàng Thành hay cảnh những cái vị quan ngày xưa. Thì song song với việc chụp ảnh thẻ để kiếm tiền thì ông ấy đã đi khắp ba miền Bắc Trung Nam để khám phá và thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh. Ông cũng là nhà phát hành bưu thiếp Đông Dương hàng đầu. Bạn có thể nhìn thấy ông đã rất chịu khó đi đến những cái địa danh và những cái cung đình ngày xưa để chụp ảnh. Chụp rất nhiều góc rộng. Rồi, đây là ở phía Bắc rồi, Vịnh Hạ Long. Thì cuốn sách ảnh này là một cái tư liệu giúp người xem có một hình dung về Việt Nam cách đây hơn 100 năm. Vì ông ấy rất là chịu khó tìm tòi về phong cảnh kiến trúc, văn hóa và nhân khẩu học. Điều này chứng tỏ qua những hình ảnh toàn cảnh về đường phố này, rồi quang cảnh ở các thành phố cũng như miền quê. Theo đó là chân dung và trang phục của những người hoàng tộc mà như ở đầu sách mình vừa chỉ cho các bạn. Ở sau đó thì cũng có rất nhiều ảnh về những cái bộ trang phục của người dân. Đa số mới chụp góc rộng. Đây là hình ảnh những người dân tộc đây. Thì mình có thể biết được nét văn hóa của họ qua những cái trang phục này. Thì khi người xem ghé thăm quá khứ, chứng kiến những nhân chứng lịch sử đã tồn tại ở cách đây hơn một thế kỷ, từ chốn thành thị với Hồ Hoàn Kiếm, rồi là cầu Long Biên ở Hà Nội, hay nhà thờ Đức Bà, khu phố Tàu ở Sài Gòn, cho đến thác Bản Dốc thuộc vùng núi Cao Bằng, hay như ở đầu sách thì có vua Duy Tân và quan lại ở kinh thành Huế. Khi lật dở từng trang sách thì mình bỗng sực tỉnh nhận ra một điều hết đỗi hiển nhiên là cách thời điểm mình sống hơn trăm năm, những người dân Việt Nam cũng từng sinh hoạt, có một đời sống sinh động như mình bây giờ, ở trên cùng mảnh đất với các nhân chứng đứng yên qua từng ấy năm tháng. Và đôi khi mải sống trong hiện tại và hướng tới tương lai thì mình quên mất đi lịch sử đã từng ở đấy. Nó chưa bao giờ mất đi. Đó là cảm giác của mình khi thấy những con người xuất hiện trong khung hình của Pierre Dufilleux. Bạn có thể thấy là tác giả đa số là chọn chụp chân dung toàn thân. Đối với các chủ thể trong ảnh thì làm lộ rõ vóc dáng của người Việt như ở đây. Hay đây. Thì vào thời đó, chính phủ thực dân coi xứ ta thấp kém hơn, còn họ là dân tộc thượng đẳng, dân chủ, đem ánh sáng văn minh tới đất nước thuộc bán đảo Đông Dương. Vì vậy có thể lý giải phần nào khi xem những bức ảnh chân dung, chúng ta cảm giác được cái cơ thể thấp bé của người Việt xuất hiện co cụm, kể cả khi tác giả chụp những viên quan có chức sắc lớn trong triều đình. Đồng thời, như các bạn thấy ở đây thì những hình ảnh những mái nhà lá nghèo đói hiện lên đối nghịch với những công trình kiến trúc do Pháp xây rất rộng lớn và đẹp đẽ như ở đây. Có một sự tôn vinh nhất định đối với chính phủ thực dân thông qua các tấm ảnh về khu phố Sài Gòn và Hà Nội. Phần tiếp theo đến Nam Kỳ. Đấy, như các bạn thấy ở đây thì những cái hình ảnh về Sài Gòn do Pháp xây thì nó rất là đẹp đẽ.
Tuy nói vậy thì chúng ta vẫn cần có một cái nhìn khách quan về nỗ lực của nhiếp ảnh gia trong việc ghi chép lịch sử bằng hình ảnh. Cuốn sách này thì do Nhã Nam phát hành và đóng bìa cứng, ảnh in trên loại giấy hay được dùng để in các tạp chí thời trang. Tuy nhiên thì ở đây chắc là mình cảm giác là cái giấy nó sẽ dày hơn một chút so với cái giấy đó. Dù chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng in của một cuốn sách ảnh nhưng với mức giá 280.000 đồng cũng có thể hiểu được phần nào vì đây là mức giá để tất cả mọi người đều tiếp cận được. Không giới hạn ở đối tượng người yêu nhiếp ảnh mà ví dụ bạn muốn tìm hiểu về lịch sử và đời sống của con người thời đó thì có thể tham khảo và mua cuốn sách ảnh này. Nó cũng dễ mua vì bạn có thể mua ở nhà sách hay các hiệu sách của Nhã Nam. Đây là vùng ven Sài Gòn, chợ lớn. Ở dưới mỗi ảnh thì chúng ta đều có chú thích bằng tiếng Việt, tiếng Pháp. Cuốn sách ảnh này tổng cộng là dày khoảng gần 300 trang. Nhưng mà cuối phần sách thì có một cái phụ lục là bưu thiếp. Là mình nghĩ là để họ muốn mình hình dung là ngày xưa ông ấy bán những cái bưu thiếp này ra nước ngoài thì nó sẽ như thế nào. Chắc cũng chả ai cắt ra đâu mà chỉ để hình dung thôi. Cảm ơn anh em đã lắng nghe cái số sách ảnh ngày hôm nay. Và hy vọng lần sau mình sẽ trên tay được nhiều cuốn sách hơn cho mọi người cùng thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại.